Chào mừng các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin chia sẻ với các bạn một cái mạch sạc điện thoại này thì hay ứng dụng cho các bạn đi phượt hoặc là mình gắn vào xe máy để lấy cái nguồn điện 5V cho mình sạc. Ở trên hộp này có tên này. Đấy. Input là từ 6 đến 45V. Giờ để áp vào ấy. Để áp ra là được 5V 2.1A. Cổng ra là cổng USB. Cái đây. Số cái hình ảnh của nó. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra nhé. Đây nó có sơn điện. Ốc. Ốc này thì các bạn gắn ở đâu thì xuyên qua định vị thôi. Bạn này nó chống nước luôn. Trong có công tắc hoàn hợp này, nếu như mà cần thì mình có thể lắp vào một cái hộp thì nó đẹp hơn, còn đây là mình lắp vào các cái thanh sắt tròn. Đây mình sẽ cấp nguồn nhé. Xe em dương. Ok, bây giờ mình cấp nguồn cho nó nhé. Nguồn ở đây mình đang cấp là 6V nhé. Ở đây mình đang cấp nguồn là 6V nhé. Các bạn lưu ý cái chiều cấp nguồn nhé. Thương âm, thông điệp rõ ràng. Đánh hợp là cháy. Đấy. Khi mà cấp nguồn vào thì mạch phải có điện đấy. Còn được. Tiếp đến là mình chuẩn bị một cái dây sạc. Dây sạc chuẩn USB micro. Dây điện thoại. Đây, đây sạc. Dòng của 6V thì mình đang chiếm tầm 3 là 300mAh. Tiếp theo mình sẽ tăng cái nguồn này lên 12V. Nguồn này thì các bạn cứ hiểu nó như là một cái nguồn của xe máy bình ắc quy ấy. Đây mình không lắp vào xe máy, ví dụ trên cái nguồn này. Đây 12V này, khi mà bật nguồn này. Đấy, điện thoại vẫn bắt đầu sạc. Được chưa? Dòng ở đây nó đang là gần 400mAh. Tiếp đến mình sẽ thay nguồn là bằng 24V này. Và bật công tắc này. Vô sáng 100 bình thường. Sản xuất thì người ta đưa ra là 6-45V thì theo mình khuyến cáo thì các bạn chỉ dùng tầm 30V thôi nhé. 30V là căng các cái mạch công suất này, mình chỉ dùng tầm 6-70% công suất thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.